bạn đang quay cho các bạn, con họ mì hót rất là mau mỏ. Cầm lồng nó thì hơi dẫy một chút nhưng mà tuy nhiên là nó hót rất là hay. Dân bản nó nuôi ở cái lồng thổ nhỏ ấy, thành ra là cái đầu đuôi nó hơi cùn. Đấy, nhìn hơi cùn một chút. Bóng bộ mặt mũi đẹp. Đều là hai lông vụ này là đẹp. Clip mình xin tạm dừng ở đây nhé. Các bạn là chịu khó chăm tắm táp tốt đều là ok.